Vâng, xin chào mọi người. Trước mắt mình đây đang là dòng loa thương hiệu Agnoska Beatbox. Đây là một dòng loa thương hiệu của Việt Nam sản xuất tại nhà máy Hammer của Hàn Quốc. Tên model của nó là CS450 và ra mắt vào tháng 12 năm 2019. Và ngày hôm nay là ngày 4 tháng 12 năm 2019 đó mọi người. Từ sáng đến giờ thì mình đã test qua, mình trải nghiệm và có 5 điều rất là thích. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ những 5 điều đó cho mọi người nhé. Và đây là dòng loa karaoke cũng như là nghe nhạc, thì phần sau mình sẽ test âm thanh thực tế cho mọi người xem nhé. Vâng, và bắt đầu. Vâng, điều đầu tiên đó mọi người, trên thị trường hiện nay sẽ có hai dòng chính. Một á, là dòng loa kích thước lớn, âm thanh hay, như là 4 tấc, 5 tấc, 4 tấc đôi, 5 tấc đôi. Nhược điểm của nó là nó rất là khó di chuyển đối với những chị em phụ nữ hoặc những người sức khỏe không được mạnh mẽ lắm. Đấy. Và cái phân khúc thứ hai là những dòng loa nhỏ gọn. Ví dụ như dòng loa Agnos luôn mọi người, K360 và K361. Đó, nó rất là nhỏ gọn, rất là dễ đem đi. Đó, nhưng mà chắc chắn chất âm nó sẽ không bằng những dòng loa 4 tấc, 5 tấc rồi. Đó. Và đây có thể là một sự dung hòa giữa hai cái đó, vừa gọn mà vừa hay. Thì đó là điều ưu điểm đầu tiên mọi người nha. Và ưu điểm thứ hai đó là micro làm bằng kim loại. Đây là một điểm khác biệt so với những dòng model trước của Agnos. Ví dụ như Agnos KB39, CB39, rồi KB41, KB43, KB50. Đó, những dòng loa đó đều sử dụng mic bằng nhựa thôi. Nhưng mà đợt này thì nó cho ra mắt là micro bằng kim loại. Đây. Kim loại và nhựa thì nó thường thì chúng ta sẽ nghĩ kim loại nó sẽ hay hơn nhựa. Thì đó mình không có nói ở đây. Tí mình sẽ test cho mọi người cảm nhận nha. Đấy. Và phần thứ ba đó là dòng loa này tích hợp sẵn được đó là gần 40.000 bài hát các bạn. Thì sáng nay ngày 4 tháng 12 năm 2019 thì mình đã cập nhật mới nhất là 39.892 bài hát. Đó. Bằng ứng dụng đó là Cloud Karaoke, Sơn Ca Media, Agnos Karaoke mọi người này, Cloud Karaoke. Đó. Nhưng mà đây cũng là một cái nhược điểm của nó mọi người. Thường thì những dòng loa khác á của Agnos thì nó sử dụng kia ứng dụng này, Agnos Karaoke này. Màu đỏ đỏ này mọi người nè. Đó thì nó sẽ đem đi ra ngoài và những nơi không có wifi nó vẫn hát được. Nhưng mà đối với cái ứng dụng này nó có rất nhiều thứ hay ho trong đây. Đó thì mọi người có thể tìm hiểu thêm, có thể xài bằng YouTube luôn. Đó, nhưng có một cái khuyết điểm á là chúng ta phải tải sẵn. Ví dụ chúng ta thích những cái list bài hát nào chúng ta phải tải sẵn, sau đó chúng ta đem đi thì được. Chứ còn mà nếu mà chúng ta không có wifi mà chúng ta cũng chưa tải luôn thì bỏ tay, chúng ta không có sử dụng được. Cái điều mình thích thứ tư đó mọi người, đó là thiết kế gọn, đẹp và rất là sang luôn. Thì trước giờ mình thấy những cái dòng loa kéo thì những cái nút của nó hầu như là làm bằng nhựa không mọi người. Đó, nhưng mà đợt này thì nó về mặt trên, cái bo mặt thì nó riêng mặt trên và mặt sau. Đó, ở trên thì các nút của nó đều làm bằng kim loại hết, có một màu vàng sáng bóng nhìn rất là sang mọi người. Vâng, và điều mình thấy thứ năm đó là dòng loa CS450 này sử dụng chip DSP của Pháp để khuếch đại âm thanh cho từng loa. Nó có chất âm riêng biệt cho từng loa, nó sẽ tạo ra âm thanh rõ ràng hơn. Đó, cái này là nhà sản xuất giới thiệu nha mọi người, thì mình chưa có kiểm chứng, mình chỉ là người trải nghiệm thôi, mình chia sẻ lại cho các bạn thôi. Agnos Karaoke. Rồi mình vô bài là Giả Vờ Thương Anh Được Không mọi người nè. Giả Vờ Thương Anh Được Không remix nha. Bấm vô đây luôn. Đây. Bài này là YouTube của ứng dụng nha mọi người nha. YouTube là trên ứng dụng luôn. Có bao giờ em nhớ anh không? Đã bao giờ em thương anh dù chỉ một lần, hay chỉ là một giấc mơ mà anh nghĩ chưa tồn tại bao giờ? Em đã từng khóc vì anh chưa? Chắc chưa từng vì anh là người thương. Anh xin dừng để gói ghém yêu thương, cất ở nơi mà không một ai biết được. Em ơi. Ok, mình test một khúc cho mọi người thôi nha. Bây giờ mình sẽ hát chay nè. Mọi người để ý nha. Tại vì cái máy quay của mình nó hơi xa. Ở đây có một mình ở đây à. Để đấy nè, vô micro khoảng 60. Đó. Echo khoảng cái này là khoảng 40 thôi mọi người. Là đủ vang thoải mái rồi, mình để nhỏ lại chút nha.
Alo. Có bao giờ em nhớ anh không? Đã bao giờ em thương anh dù chỉ một lần, hay chỉ là một giấc mơ mà anh nghĩ chưa tồn tại bao giờ? Nghe cô 20 là mình hát thoải mái đó mọi người. Thử mic bass nè, mic bass là không, mic bass là không, mic chép không à? Đây mic chép 100. Alo, 67 Linh, Linh, Linh. Mình nghe tiếng chép không à? Bây giờ mình nghe tiếng bass nè. Linh, Linh. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ test thử tiếng của nhạc cho mọi người nha. Đến tiếng nhạc. Tiếng nhạc thì mình sẽ vào YouTube luôn. Đây. Mình sẽ mở nhạc, beat nhạc luôn. Karaoke công trình này. Vừa mới biết của anh này rất là hay, làm nhạc cũng rất là hay luôn. Đây thử bên này nhé. Cảm ơn anh nha. Bá chép không? Bá chép không là người luôn là 75. Bá chép 50 đây. Bạn bè xa nhau chưa bao lần gặp lại, kỷ niệm ngày xưa sao nói hết cho vừa. Anh ở phương xa em nơi nơi xưa. Ok, mình chỉ test như vậy thôi là mọi người có thể cảm nhận được rồi. Rất cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video. Nếu mọi người thích hãy nhấn like, nhấn đăng ký để cập nhật những video mới nhất nhé. Còn các bạn quan tâm đến dòng lần này hãy xem tất cả ở phần mô tả bên dưới nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.